Quan Vũ Quan Văn Trường có thật sự là hữu dũng vô mưu? Thực chất Quan Văn Trường không phải tướng của thời Tam Quốc, bởi ông thua trận vào năm 220 mà nước Thục Hán thành lập vào năm sau đó. Vì vậy Quan Văn Trường không thể coi là tướng thời Tam Quốc được. Có lẽ vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp của ông chính là để mất Kinh Châu, làm vỡ mất thế Trần Vạc và có sự đố kỵ với lại đồng nghiệp của mình, đó là Mã Siêu. Nhưng tất cả điều đó không thể làm lu mờ đi được chữ tín của Quan Vũ. Bởi vậy cho nên rất nhiều người thờ Quan Vũ ở trong nhà. Thậm chí còn có quan niệm cho rằng Quan Vũ cầm đao tay phải thì sử dụng cho quan, và Quan Vũ cầm đao tay trái thì để sử dụng cho xã hội đen. Còn ở phiên bản này thì có lẽ an toàn hơn, tại vì ông ấy không cầm đao mà khoanh tay. Còn rất nhiều những câu chuyện về phiên bản Quan Văn Trường thông qua những tác phẩm của làng nghề Thường Tín. Các bạn cùng Vũ Ngọc Tiên tìm hiểu thêm vào những phần sau nhé. Gia Cát Lượng giỏi nhưng không gặp thời, vậy sự thật là gì? Gia Cát Lượng vốn đã tính toán cho tương lai của mình kể từ khi ông còn ngọa long ở trên núi. Trong lúc mà Tào Tháo đã có trong tay Tuân Úc, Trình Dục và Quách Gia, còn Chu Du và Trương Chiêu đã có một vị trí cố định bên Đông Ngô. Vì vậy cho nên Gia Cát Lượng chọn Lưu Bị là một sự lựa chọn hợp lý, vì ở đây ông không phải cạnh tranh với ai trong vị trí của mình cả. Và nhờ đó ông được phát huy toàn bộ tài năng ở vị trí lãnh đạo. Tuy lãnh đạo chiến thuật là vậy, nhưng Gia Cát Lượng vẫn có những điểm trừ trong cách dùng người, ví dụ như là Mã Tốc hoặc là cố gắng trừ khử Ngụy Diên. Và khi xuống làng nghề Thường Tín, mình bắt gặp một bức tượng Gia Cát Lượng còn đang trong thời gian hoàn thiện. Các bạn có thể thấy là ở trong này còn nguyên những vết bút và thậm chí còn chưa gắn quạt. Và mình cùng các bạn cùng chờ xem tác phẩm này mất bao nhiêu thời gian nữa mới hoàn thành. Siêu phẩm các anh chị ạ. Cái điều mà khiến cho tôi thích nhất ở bức tượng này chính là cái mông của nó. Mọi người nhìn đi, nó to, căng, tròn và mịn. Này, và Tỳ Hưu thì các anh chị đã biết rồi, Tỳ Hưu là một trong 9 đứa con của rồng và có sở thích là hút vàng bạc châu báu, cho nên ở đây có một cái túi tiền rất là to. Và đương nhiên rồi, Tỳ Hưu không bao giờ nhả. Từ cái lúc mà tôi đặt chân xuống cái làng nghề Thường Tín này thì đây thực sự là bức tượng mà tôi thích nhất. Các bạn có thể tưởng tượng là nguyên một khối gỗ cuộn tròn như thế này mà người nghệ nhân của Thường Tín có thể điêu khắc được một dáng Tỳ Hưu nhìn có thể gọi là nuột nà và điệu đà như thế. Nhưng tại sao tại làng nghề Thường Tín Hà Nội lại xuất hiện một linh vật du nhập từ Trung Hoa này? Bởi trong cái thời đại hội nhập, các nghệ nhân luôn luôn muốn đổi mới mình và muốn giao lưu với các nước trên thế giới. Vì vậy cho nên các nghệ nhân ở đây thường có cả những linh vật của nước ngoài kết hợp với những linh vật của Việt Nam. Các bạn tổ gà chắc chắn sẽ thích con vật này. Vâng, đương nhiên nó là con gà. Nhưng tại sao lại phải là con gà? Bởi theo văn hóa của các cụ ta ngày xưa thì cha ông sẽ lấy tất cả những con vật thường xuất hiện xung quanh và đưa vào trong những tác phẩm của mình, có thể là điêu khắc và có thể là hội họa. Và đương nhiên những làng nghề truyền thống của Việt Nam thì cũng kế thừa tư duy đó. Và con gà trong tất cả những con vật thân thuộc đó thì có thói quen nhảy lên đống rơm, gáy gọi mặt trời lên, biểu tượng cho gọi may mắn đến. Cho nên biểu tượng con gà thường đại diện cho tài lộc và may mắn. Và đó cũng là niềm ước ao của làng nghề truyền thống Việt Nam, có thể vươn ra năm châu, có thể mang bản sắc văn hóa ra với các nước trên thế giới.